Cách đây 3 hôm thì tôi đã lên một cái clip về tủ lạnh. Và mẫu tủ lạnh đó chính là một mẫu tủ lạnh của Panasonic, màu trắng ngọc trai, mặt kính mờ, bản full chức năng của Panasonic. Và ngay sau clip đó thì chỉ sau khoảng 15 phút thôi là đã có một anh khách ở Quảng Ninh đặt cọc luôn. Sau đó thì có nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khách hàng là muốn một mẫu tủ tương tự, nhưng mà tôi cũng không dám nhận cọc tại vì là không biết bao giờ mới có mẫu tủ tương tự. Ngày hôm nay thì khi mà hàng về thêm, có thêm một mẫu tủ y xì luôn, và tôi lên clip để khách hàng nào cần thì các bạn có thể liên hệ để sở hữu nó các bạn nhé. Thì mẫu tủ trước, với những khách hàng mà theo dõi kênh YouTube Bùi Huy Kho Hàng Nhật thì đã thấy tôi review rất là chi tiết rồi. Clip dài gần 10 phút các bạn ạ. Clip này tôi chỉ giới thiệu qua thôi nhé, tại vì nó y xì luôn các bạn ạ. Về thiết kế thì đây là một cái mẫu tủ của Panasonic phân khúc cao cấp nhất, nên là nó tích hợp nhiều công nghệ nhất. Ngoại hình của nó thì không thể chê được đúng không ạ? Điểm thẩm mỹ của Panasonic thì nó là một cái điểm thẩm mỹ mà đẹp nhất trong tất cả các thương hiệu tủ rồi. Cái này tôi thường nói đi nói lại rồi. Và cái này là thực tế các bạn ạ. Các bạn đến xem các bạn sẽ thấy điểm thẩm mỹ của Panasonic chúng ta không có điểm trừ. Cho nó 10 điểm thẩm mỹ luôn. Đấy, mặt kính này, kính tràn viền, độ hoàn thiện cao. Sờ rất là sướng tay. Mặt kính mờ này không bám vân tay. Xu thế thẩm mỹ mới các bạn nhé. Có sơn vân cực kỳ đẹp luôn. Với cái thiết kế như này chúng ta nhìn sẽ rất là lâu chán mắt. Thiết kế quá đẹp, các đường nét các bạn nhìn này. Cái viền mạ chrome này ấy là một cái minh chứng cho những mẫu cao cấp đắt tiền đời mới nhá. Vì những cái viền mạ chrome của những cái mẫu tủ cũ nó sẽ là viền to, để chúng ta dễ phân biệt khi chúng ta đi mua tủ lạnh, chúng ta không bị nhầm lẫn. Về bên trong nội thất của nó thì cũng rất là đẹp, vì nó là mẫu tủ trưng bày, thế nên là chúng ta không có điểm gì chê về cái độ thẩm mỹ của nó cả, độ mới của nó cả, đúng không ạ? Quá là mới luôn. Hàng trưng bày thì chúng ta không có nhiều, nên các bạn có nhu cầu thì hãy nhanh tay để sở hữu các bạn nhé. Mẫu tủ này thì những cái mẫu trưng bày như này chúng ta sẽ không bắt gặp ở ngoài thị trường. Quá đẹp luôn. Nội thất của nó tất cả là khách kính chịu lực toàn bộ này. Đèn hắt sáng ở hai bên, giảm điểm mù. Về công nghệ thì đây là mẫu được tích hợp nhiều công nghệ nhất. Ví dụ như công nghệ làm lạnh tạo ẩm, chúng ta cắm vào sẽ thấy các cái khay đợt rất nhiều hơi sương để giữ rau củ quả được lâu hơn. Hay là công nghệ khử mùi diệt khuẩn thì Panasonic nó có công nghệ khử mùi diệt khuẩn độc quyền Nano. Mà đây là cái mẫu cao cấp nhất của Panasonic và được dùng cái thế hệ diệt khuẩn mới nhất là Nano X. Phân tử Nano nhỏ hơn gấp 10 lần ở những cái mẫu tủ sử dụng công nghệ Nano thông thường. Bên cạnh đó thì một cái tính năng rất là hay được tích hợp trên cái mẫu tủ Panasonic này, đấy chính là tính năng Schooning Acid, công nghệ cấp đông nhanh. Thường thường chúng ta cấp đông thực phẩm trong vòng 4 đến 6 tiếng, thì với công nghệ Schooning Acid này chúng ta sẽ cấp đông thực phẩm từ 5 phút đến 60 phút tùy vào loại thực phẩm. Khi mà cấp đông nhanh như vậy á thì các cái tế bào thịt nó không bị thay đổi và nó không bị mất chất, chúng ta bảo quản qua nhiều tháng ok, rất là tốt. Bên cạnh đó thì với công nghệ cấp đông nhanh này thì chúng ta không chỉ cấp đông thịt cá mà chúng ta có thể cấp đông cả rau củ quả luôn các bạn ạ, để lưu trữ từ vụ nọ sang vụ kia, rất là tuyệt vời. Ngăn trên này chúng ta sẽ để đồ ăn chín, nước uống và quả nhé. Bên dưới này thì vẫn là một ngăn đá rơi và một ngăn đông nhỏ. Có cái là ngăn đông nhỏ này chúng ta sẽ được tích hợp công nghệ Schooning Acid thôi. Nghĩa là cấp đông nhanh thì chúng ta sẽ để ở trong cái khoang này. Sau khi được cấp đông xong chúng ta cho vào hộp và cho xuống ngăn bên dưới để bảo quản. Khi các bạn chọn công nghệ Schooning Acid thì cái đèn này nó sẽ sáng lên. Sau khi hết thời gian nó sẽ báo hiệu chúng ta một bản nhạc để chúng ta biết chúng ta cho trong hộp để cất đi. Lưu trữ xuống ngăn bên dưới này. Bên dưới này là một ngăn đông để chúng ta để thịt cá lâu ngày các bạn nhé. Rất rộng luôn, nội thất của Panasonic siêu to khổng lồ luôn, chia thành 3 ngăn. Chúng ta có thể để nguyên con lợn trong ngăn đông này được các bạn ạ. Bên dưới này là ngăn rau. Chúng ta để rau củ quả. Khoang của ngăn rau của Pana sẽ là rộng nhất so với tất cả các thương hiệu tủ. Tại vì lốc làm lạnh của nó đặt ở bên trên nên không gian bên dưới nó để 100%. Để rau nên là sẽ để nhiều hơn. Quá đẹp luôn các bạn ạ. Một mẫu tủ 600 lít là một dung tích rất là lý tưởng. Tại vì đa số các mẫu tủ nội địa của Nhật thì các bạn thấy nó chỉ hơn 400 đến hơn 500 lít thôi. Đấy, nếu chúng ta đang có nhu cầu thì chúng ta hãy nhanh tay để sở hữu mẫu tủ này nhé. Mẫu tủ này hiện tại bây giờ đang được Kho Nhật Bùi Huy bán ra với mức giá là 42 triệu. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.